Em yêu nhau bao lâu thì lấy? 9 năm. Nhưng mà lúc mà lấy nhau rồi thì có hiểu nhau hết không? Có hiểu nhau hết không, là có vỡ mộng? Đối với em thì em không vỡ mộng, em chỉ là cảm thấy ôi sao mà mình sướng vậy, mình cưới được một chàng người chồng như vậy. Chồng em thì có đặc điểm là không cà phê, không thuốc lá, không bia, không rượu luôn, không ăn chơi, không gái gú luôn. Nên là trời sống tuyệt vời. Đây là một trong những cặp mà chắc có lẽ là thay đổi format của mình quá. Bây giờ đến cái tại vì không có, là khen không? Không có khen không? Coi như bây giờ là không có gì để mà chê hết. Không lẽ giờ chào kết. Nhưng mà cũng có một vài khuyết điểm nho nhỏ. Kể đó. Ví dụ như em thì em thích đọc truyện ngôn tình lắm. Em thích những cái nhân vật truyện là chỗ nó họ hoàn hảo lắm, họ lãng mạn, họ nói chuyện nhẹ nhàng với bạn gái. Còn chồng em không có đâu. Nhờ cái gì là lấy dùng thùng nước coi, tức là hay kêu em chổng không vậy đó. Nhưng mà thường là kêu chổng không vậy thì em không thích. Không có hoa mỹ trong lời ăn tiếng nói. Em hay nói là em không có thấy cái thằng nam chính nào mà nó cư xử thô lỗ với nữ chính như anh hết trơn. Dễ thương quá. Cái thứ hai là gì nè, trong năm là em nhớ hết tất cả những ngày mà em được tặng quà, như là 14 tháng 2, 8 tháng 3, sinh nhật em, 20 tháng 10, Tết nữa. Mà anh này anh nói là thôi nhiều quá em ơi, anh gom chung tặng ngày để cho nó gọn. Thì là nghe là tụt hết cảm xúc luôn á. Cái thứ ba là hay mê điện thoại lắm, không có chơi game nhưng mà anh thích đọc báo nè, thích coi phim kiếm hiệp, coi phim hoạt hình nữa mới ghê chứ. Coi ghiếc mà lậm luôn á. Nhiều khi em đang ngồi kế bên anh chủ em kích bốt gì là xong anh nói anh truyền nội công cho vợ đó. Em thì em không thích như vậy. Em thích là thay vì thời gian có rảnh rỗi á, kiếm coi vợ ở đâu, coi có phụ vợ gì được thì phụ. Còn không thì chỉ cần nhẹ nhàng thôi, đi qua là kêu giới yêu hoặc là thơm vợ ăn cái là cũng thấy mát lòng. Chứ không được lơ em, không thích. Đó là không thích đó. Giờ tới chồng đi. Lúc mà quen thì thấy vợ hiền, nghe lời lắm. Nhưng mà cưới về á thì y ghen giúp đầu phát biểu với anh. Hung dữ, đánh đá mà lì nữa anh, nhõng nhẽo nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm anh ơi. Trời ơi, nhiều thứ lắm anh ơi. Bây giờ anh kể cái gì mà dạ, anh hay giận, chẳng hạn như là nhờ em làm cái gì đi không làm á là giận, kiếm chuyện mọi cách ăn hiếp em, rồi hay cắn em nữa chịu không nổi. Không thì chắc là em thương á, cưng cưng em lại em hung hoài tay, hung tay thôi, hung đã thì em phải cạp cái như thế nào. Cạp cái đã, cạp cái mày mấy dấu găng anh đứng đủ hết trơn luôn. Rồi còn cái gì nữa không? Lì, nói gì cũng không nghe chứ, muốn cái gì là được cái đó. Không bao giờ mà thay đổi ý định mình, chị mình sai. Mình cứ nghĩ là mình đúng là mình đúng. Chị hỏi nè, tụi em á, thường là những cặp mà thanh mai trúc mã đó, từ nhỏ quen nhau, từ nhỏ lớn xong lấy nhau á, là thường cái thời gian đầu mà lúc mà về ở chung á là hay bị stress lắm. Tại vì tất cả mọi thứ nó thay đổi một cách mà không như mình nghĩ. Trong suốt thời gian mình chơi giống như hai người bạn, chơi nhau rồi bắt đầu yêu nhau thì mình chuyển cái cảm xúc thôi. Nhưng mà đến khi về ở với nhau mới tiếp cận, cọ sát với nhau nhiều, mới nảy sinh nhiều thứ, dễ bị stress lắm. Tụi em có rơi vào trường hợp đó? Cái sốc sau khi lập gia đình của em đó là em về em làm dâu miệt vườn mà. Nên là làm dâu miệt vườn thì nữ công gia chánh là phải giỏi, phải đảm đang khéo léo nữa. Mà em thì em không có năng khiếu hết đó. Trước đây là đi làm xong về nhà là dục cặp đó. Thích ăn thì ăn, không thích thì đi ra ngoài. Còn ngủ thì tới giờ đó mình muốn thức giờ nào thức. Còn giờ thì về làm dâu thì mình phải thức sớm hơn. Nhà cửa bề bộn là phải dọn liền chứ ngày xưa thì nhà cửa cứ chừng nào thích thì dọn, không thích thì thôi. Lúc đầu thì em hơi mệt cái chuyện đó, mệt mỏi như vậy. Nhưng mà em nghĩ là cái lợi của em là được như thế nào. Ví dụ mẹ em đảm đang, mẹ chồng em đảm đang vậy á, thì giúp em sau này là mình hoàn thiện mình hơn. Thì sau này khi mà mình có con cái này nữa thì mình nó sẽ vô nề nếp hơn. Em là đã có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Tụi em chỉ mới cưới nhau được khoảng 8 tháng ạ. Ôi còn không. Nhưng mà nếu 8 tháng mà em đã thích nghi được tất cả những điều đó thì em là thuộc lại nhanh nhạy đó. Cô này mà cho ra đời đi làm ăn á, là thành công á. Đó là một trong những lý do em thương Hiệu hả? Đó là một trong lý do mà em thương Hiệu đúng không? Anh có cảm giác cái chồng em á chắc không bao giờ làm em giận được đâu á Lan. Tại vì cái mặt ông hề cũng chết rồi nha. Thôi đâu bằng em. Tôi hề một, ổng hề hai đi. Hai vợ chồng em hay giỡn nhau lắm. Nên là anh thì anh không thể nào gọi là đem tiền bạc nhà lầu xe hơi cho em. Nhưng mà hai đứa là cứ động viên nhau, cứ cố gắng tạo những niềm vui nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Em có ý định là sẽ có con liền không? Dự định của em là sang năm anh, đầu năm sau. Tại vì cũng canh làm sao mà rơi vô cái thời gian buôn bán mà nó giãn khách nhất á. Tại vì tụi em kinh doanh bên thuốc bảo vệ thực vật á, nên là chỉ có mùa lũ lên á thì người ta không có làm lúa được. Thì lúc đó rảnh thì mình tính đấy. Đó thấy không, chị nghĩ rằng Tú rất là may mắn là Tú có một người vợ. Theo chị đây là một cô vợ vừa đẹp vừa giỏi giang,
mà lại biết sống. Ừ. Chị thấy là biết sống, cho nên rằng chị mong là Tú giữ cái gia đình của em, đừng bao giờ để nó có cái sức mẻ gì ha. Còn ngược lại thì như em nói đó, là em có một người chồng đáng yêu dễ thương như vậy. Yeah. Thì mong là tụi em cứ như vậy hoài nha. Dạ. Yeah. Thôi, chúc cho hai em bao sống có tin vui, để cho gia đình được vui vẻ thêm. Dạ, dạ.